Maria và Jesus không phải là người ham ăn mê muội.
Giêsu sẽ có cách giải quyết thích đáng phù hợp. Như thế, cả cuộc đời của Đức Maria đã cho chúng ta biết lòng bao la đối với mọi người. Cha mẹ của tôi tân hôn hôm nay, cả hai gia đình đều đã học từ nơi Đức Maria lòng bao la và bất bán như thế. Không chỉ nghĩ đến và cấp cho gia đình được mọi sự trong lòng mọi bên tốt lành, mà lòng bao la và lan tỏa cho những người xung quanh, không phân biệt tôn giáo, không giới hạn niềm tin. Với những chuyến thăm này, sống theo Đức Maria vẫn luôn vì Chúa và vì danh Chúa. Tất cả cộng đồng chúng ta đều được Chúa mời gọi sống ấp ánh với mọi người. Hơn nữa, theo tinh thần sống phục vụ của Giáo hội Việt Nam năm nay, đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn. Không chỉ khó khăn về vật chất mà gặp khó khăn tinh thần về thiên liên. Vậy không chỉ dừng lại ở những vật chất mà có vật chất ấy được gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi cảm thông, nâng đỡ để những gia đình gặp khó khăn được an ủi, được khích lệ và được hướng lên niềm vui trọn vẹn. Cũng như xưa, gia đình mới và gia chủ tiệc cưới đã phải đối diện, nhưng có mẹ Maria thì mọi sự khó được hòa giải. Mỗi chúng ta cũng như là những Maria hiện diện nơi đâu là có niềm vui, đó là dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ. Bên cạnh đó, để lời cầu khẩn của Đức Maria được thành sự, thì chính Giêsu đã đáp lại lời của mẹ mình. Đức Giêsu đã được giáo huấn từ trong môi trường gia đình. Ngay từ nhỏ, cha mẹ Giêsu đã hướng dẫn chỉ bảo để lòng quảng đại và tóc tài được in sâu vào tâm trí của người. Để rồi khi có gì thì Ngài cũng ghi nhớ lòng tóc tài đó, và điều cần thiết hơn nữa là đức phong phục của Đức Giêsu đối với cha mẹ mình. Đức Giêsu tuy là con lời Thiên Chúa, là Thiên Chúa, và Ngài Đức Giêsu nơi gia đình Nazareth là mẫu mực cho những người đàn con. Ngài tin là Thiên Chúa, nhưng đã không ngờ cha mẹ trần gian, thì anh chị em là càng phải nghe lời cha mẹ hướng dẫn dạy dỗ. Tại tiệc cưới Cana, dù chưa đến lúc, nhưng vâng lời Đức Mẹ, Đức Giêsu đã là rất là đầu tiên. Trong ngư quan vợ chồng, Đức Giêsu cũng đã ánh sáng cho anh chị em noi theo. Đức Giêsu yêu những có vợ mà Ngài còn yêu thương vợ mình đến hết mực, đã hy sinh tính mạng cho vợ mình. Người vợ muốn nói ấy ở đây chính là giáo hội. Thánh Phaolô đã nói như ở trong ngư Ê-phê-sô, đã khuyên nhủ những người chồng nhìn vào gương Đức Kitô để yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và khiến tình vì hội thánh. Đáp là người vợ nhận lời gọi hãy phục tùng chồng mình như hội thánh phục tùng Đức Kitô. Và như trong bài cảm thán Thánh Phaolô nói ở trong thư Ê-phê-sô và chúng ta hôm nay, chúng ta cũng vừa được nghe lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô như vậy. Để nhờ mỗi người chúng ta hãy trở nên những người chứng nhân, giới thiệu Chúa cho anh chị em
của mỗi người chúng ta dành cho Chúa, cũng như hội thánh dành cho Đức Kitô, và đặc biệt tình yêu của anh Giuse đối với chị Anna cũng mãi mãi là tình yêu trong sáng, tình yêu tuyệt vời, thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Cầu chúc cho tất cả mỗi người chúng ta sống trong đời sống hôn nhân gia đình. Chúng ta cũng kính dâng chính